I see the light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You give me high. Oh yeah. You by my side. Be the end. Only you can save me. Only you can save me. Bạn có thể cho mình phỏng vấn một chút về quy mô việc làm năm nay của trường mình ấy, thì được tổ chức khá là rộng rãi. Các bạn sinh viên đến và ủng hộ rất là nhiệt tình, cũng có cũng như có một số anh chị K42 năm cuối ra trường thì các anh chị cũng đến phỏng vấn để có thêm những cái kiến thức về công việc của mình ạ. Vậy cho mình hỏi là bạn sinh viên năm mấy ạ? Mình sinh viên năm nhất ạ. Vậy bạn thấy chương trình ngày hội việc làm này có giúp ích gì cho tương lai của bạn? Có ạ, nó giúp ích cho mình rất là nhiều ạ. Và biết là nó cho mình biết trong những cái thời gian tới thì mình cũng có xem qua những cái công ty cũng như các tổ chức họ đến tư vấn tuyển dụng, thì mình cũng có thể biết được thêm những cái thông tin về các cái công ty đó ạ, để định hướng cho mình ạ. Mình ở câu lạc bộ phim, mình có thể phỏng vấn bạn vài câu hỏi được không? Bạn tự giới thiệu về bản thân mình. Mình tên là Ngọc Ánh, mình là sinh viên cao của 4G giáo dục tiểu học. Bạn thấy không khí của ngày hội việc làm hôm nay thế nào? Không khí của ngày hôm nay rất là nắng nhiệt ạ. Và rất là vui ạ. Vậy thì bạn thấy quy mô của ngày hội việc làm thế nào? Có đông doanh nghiệp hay không? Quy mô của ngày hôm nay ở việc làm hôm nay rất là lớn và cũng khá đông doanh nghiệp.